Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình, Huy Khánh Vlog Độc Lạ Châu Phi. Thì ngày hôm nay là tiếp tục anh em chú cháu mình sẽ cho mọi người là làm luống và để mình trồng hành ta và tỏi. Thì là Khánh cho mọi người làm luống. Nhưng thực sự là hôm nay là làm luống cũng rất là vất vả luôn các bác. Các mama không biết đánh luống luôn. Thì mọi hôm thì còn có một hai cô biết đánh luống, xong là một hai chú mấy cả ba ba biết đánh luống. Còn hôm nay thực sự là Khánh với chú mấy cả anh em trong team rất mệt luôn. Mọi người không biết đánh luống, căng dây cho nhưng mọi người cũng không biết đánh luống luôn. Các mama, mấy mama có tuổi này thì chỉ biết làm cỏ thôi các bạn, nên là rất là mệt. Hiện tại là chỉ có mỗi một ba ba này là biết đánh luống thôi, còn đâu là các mama là Khánh chỉ cho đi dọn cỏ được thôi. Thời tiết thì cũng vừa có trận mưa xong nên cũng hơi dính các bạn. Luống hành thì là Khánh cho làm là 90 phân là đánh vào thành má luống. Đất này thì là cũng là gần như là toàn đất bột các bạn, thì là Khánh không phải làm đất bột nữa, thì là tí Khánh làm hành xong là Khánh cắm thôi. Đất này rất tốt các bạn, mới có mưa nhưng đất rất là tơi chứ nó không dính như đất ở Việt Nam mình, như đất thịt ở Việt Nam mình. Đất này đất pha cát nên mới mưa xong nhưng đất rất là tơi xốp. Chỉ hơi dính dính một chút thôi. Khánh làm cái mặt đẹp đẹp xong là tí là Khánh cho mọi người cắm xong là đợi. Nên là để hướng dẫn mọi người ở trong bản là không đơn giản các bạn. Mọi người xem qua video, các bác, cô chú, anh chị xem qua video thì chỉ thấy mọi người làm thôi. Nhưng thực tế là mình hướng dẫn người ta không biết làm. Không phải ai hướng dẫn là người ta cũng làm được. Đấy, mặt luống tương đối phẳng rồi. Có ba ba biết anh luống các bạn. Thì là cháu bảo ông nhàn để cho ba đi đánh luống. Luống này là Khánh trồng hành ta để cho mọi người biết cây hành ta, chứ mọi người bên đây thì cũng không biết trồng cái hành ta là như thế nào cả. Khánh muốn trồng à, có ít hành kia thì là Khánh cứ trồng để xem nó được bao nhiêu, được luống hay hơn luống, xong là Khánh nối tiếp và trồng tỏi. Mỗi thứ một ít các bạn. Khi mà cây Khánh trồng thử nghiệm như này mà lên tốt thì là sau này Khánh sẽ trồng mỗi một loại ra một ruộng, thì làm như thế nó sẽ rất là nhàn. Còn giờ trước mắt là Khánh cứ trồng thử nghiệm các loại để xem là
cái sâu bọ và lên như thế nào thì mình tính tiếp với cả trồng để cho mọi người được biết là trồng cái cây này nữa. Đất thì Khánh đi cũng hơi dính này. Nào Khánh phải mua đôi ủng vứt ở trong xe, các bạn. Mua đôi ủng để gặp ví dụ hôm nào xuống bản mà gặp trời mưa hay là đất dính thì mình đi ủng mình làm cho nó thoải mái đấy. Đây chú đang cắt cái hành để tí mình cắm đây các bạn. Mình muốn mua cái hành nhỏ nhưng cái hành nhỏ ở bên này thì là hiện tại đang cháy. Thế là mình không mua được giống. Thế là mình mua cái hành này là vừa to vừa nhỏ các bạn. Chứ bình thường ra là mua hành giống thì mua có thể là mua loại nhỏ hơn để trồng được nhiều ấy. Hành này là mình mua lại của các anh em Việt Nam. Mình mua ở trên cộng đồng. Tánh mai pha cả, mama. Tánh outro pha cả. Tánh đôi pha cả. Tánh đôi. Dạ, vô xe ra đi ung của mày. Mama. Capi. Capi? Ah, ok. Buka turu kabin mate aqui. Kabin xe cá mama. Si. Khánh đang cho các mama giờ đi lấy cái quả khô đấy, để tí Khánh cắm xong rồi để cho mọi người che đậy lên trên mặt của luống hành với luống tỏi. Bây giờ Khánh với chú là cắt cái ngọn nó đi để trồng hành các bạn. Mama, mate aqui. Agora. Doi mama. Vai aqui. Mate ajuda. Tem outro balde? Mate outro lado. Mama. Assim, né? Mate um. Meia. Um meia. Já, 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 tá bom, já tá bom. Tá bom. Não, 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 não fecha. Não fecha. Deixa assim. Não fecha. Assim. Aqui, baixo. Aqui, já corta lá em cima. Mamá. Lado. Lado. Assim. Assim. Meio. Fazer assim. Não fecha. Ok? Assim. Mamá. Vê. Fazer meia. Abrir meia. Aqui, 20. Tá vendo? 20. Assim. Assim. Assim? Não. Aqui. Aqui. Direito. Direito.
đi đây tủ mama, đi đây tủ ta vẽ lệch rồi, lệch rồi nào. Vinti so vinti 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 đây về về và tiếp theo để lô vô hướng dẫn các mama là cũng rất là mệt các bạn. Mama về aki ung ung na 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 mama 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 asi mama papa no mẹ tê asi á. Ok. Đi đây tủ. Asi. Nado. Aki. Nado. Ok, để bơi con ti lùa. Vinti. Mama về. Ra ra. Asi. Ta về về. Ok, mẹ tê asi. Để bơi mẹ tê mê à, bơi mẹ. Mê à. Để bơi mẹ tê. Nào, mẹ tê fora, bơi mẹ. A tê fora. Để bơi aki, a tê mê à. Assim. Aqui? Sim. Não, Naru. Já tem. Já tem bal, mamá. Já tem bal, mete. Assim, tá bom. Ok? Já. Já, já entendeu, né? Já entendeu. Já entendeu, já. Já entendeu? Mete. Mamá, mete. Eu vejo. Hãy hướng dẫn các mamá. Mete, mê, abri, mê, mamá. Mê, aqui. Aqui não. Aqui. Não. Falta. Aqui. Um. Fora. Aqui um. Sim. Mamãe, continua. Eu vejo. Mete meio primeiro. Não, já tá bom. Não. Vai. Vai o quê? Não. Ó. Oh. Ra, ra. Đấy, các bác nhìn đấy. Các bác nhìn đấy. Mama để này. Một khoảng cách 20 phân. Làm. Asi. Aki, ate aki. Các bác nhìn đấy, người châu Phi thực sự là... Không phải hướng dẫn đơn giản đâu các bác. Chứ hướng dẫn khoảng cách rồi đấy, nhưng người ta không không làm được. Đấy, là không làm được chứ. Không đơn giản một tí nào. Nào, 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 mama, mama. Mama. Các bạn. Cháu thử lại một lần nữa cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Lên là để hướng dẫn... người có tuổi khác và người trẻ khác các bạn, nó không đơn giản một tí nào. Ali primeiro. Ali fora, tá bom, Ali me. Aqui meia, tá bom. Não, 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 não. Vinte. Mamá, eu já falo. Mete 20, mete meia, abri me. Aqui. Mamá. Baba, baba. Deixa, deixa, đôi mamá fazer, bri mẹ. Não consegui, vai fora. Deixa, eu com babá fazer. Mamá não sabe. Deixa, fazer. Não, agora, de, fazer. Mamá fazer. Não, 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 mete bao. Các bác xem nhé, Khánh thử các mamá một chút nhé. Để cho các mamá nào. Họ không hình dung được ra đâu là thẳng, đâu là giữa, đâu là khoảng cách ấy. Nên là hướng dẫn mọi người rất là mệt luôn. Các bạn, không đơn giản đâu.
Đấy, khoảng cách các bạn mà cũng còn không biết này. Đấy, cũng đối với đo găng tay. À kì nào mama asi aki isu muito fácil mama não consegui nào aki muito long gì long 20 centímetros mama bớt để ve vít xả mama não consegui pode valer a pena marcar sim vale a pena aqui não aqui aqui mama mày nữa mama mama papá trabalho já não sabe nada ei vai đúng cái này phải kiên trì đấy các bạn. Nào ta bồng, nâu ta bồng, aki, mẹ tên na đủ ra tinh bao, mẹ tên na đủ, a sinh nâu, aki, cái gì ta bồng, aki, nào, aki đi đây tu, mẹ tên mê à? Này các bác bốn như này thì trồng làm sao được nhiều được, không thể hướng dẫn được để làm nhiều, làm nhiều cũng không làm được các bác. Aqui muito próximo, não tá bom? Mama, mama. Mama vai bốc cà pin. Mama vai bốc cà pin. Mình bảo mama đi lấy có thôi, không làm được. Các bạn làm việc khác. Chắc là Khánh phải mất rất nhiều thời gian nữa các bạn. Nhiều thời gian lắm. Bây giờ gần trưa rồi mà để mama làm thì chắc là đến tối không xong được cái nướng hành nữa. Mama, asin nào. Fazer assim. Mama não parece fazer assim. Ra tanh vít xả. Mẹ tê. Ra vít xả. Vít xả, vít xả, vít xả. Đi tan thì assim. Entendeu? Prima meia. Meia ta mình mete đi đây tu. Meia. Nào. Mete aqui. Aqui đi đây tu. Aqui também, né? Vê aqui. Mete aqui. Tá bom. Aqui vê đi đây tu, mete aqui. Sim. Continua. Meia. Sim. Sim. Ok, continua, mama. Mete. Não, muito próximo, mama. Tá bom. Vê aqui, đi đây tu. 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 Não. Mama vê aqui. Aqui, que já curva. Aqui, mete meia. Tá. Tá bom? Tá bom. Mai. Cái này phải mất nhiều thời gian, Khánh hướng dẫn từ từ thôi chứ còn một chốc một lát là không thể bảo được các mama làm ngon lành được các bạn. Đây là những cái bản mà nhiều thanh niên mà nhiều người trẻ đấy. Các bác nhìn này. Đấy. Nhìn của anh ấy. Chỉ bộ làm thẳng nhưng đấy. Ở đây đã đi cắm vào giữa đây. Mẹ tê mê à. Tâm anh đi đây tù Aki. Nào Aki mùi tù bro xì mù. Ăn nấu xe rồi tù. Aki. Đấy chỉ cần sơ sánh đi là. Chỉ cần sơ sánh đi là các mama sẽ là làm sai ngay các bạn. Tạm bộ, có tin luôn. Mama mệt tê. Chứ nếu mà không có người Việt mình thì thực sự là rất là khó. Không làm một mình được. Họ thích cắm ở đâu thì cắm rồi. Nào đấy. Mama.
Eu já falar. Mete meia. Mete meia, brime. Aqui, dois. Mete meia. Assim tá bom. Outro aqui. Continua. Meia aqui? Meia, meia, tá onde? Vá, vê. Ao que lado, tá bom. Meia, tá onde? Meia. Não. Meia, tá onde? Vamos ver. Khánh đang hỏi mọi người là ở giữa đâu nhá. Ok, a sinh tá bom. Nào, DVD, aqui, até aqui. DVD, aqui. Então, não tá mandando aqui. Aqui, mas até aqui. Vamos ver. Vê aqui, meia. Uhum. Aqui. Aqui. Aqui, aqui. Igual, aqui, igual. Lado, mama. Ok, mete. Meia, tá onde? Tá bom. Aqui não tá bom. Não tá bom. Não tá bom. Mama vê, mete de novo, vê, vê brime, tá bom? Tá bom, mete, continua. Người Việt mình thì chả cần kích thước cắm nó cũng đã đều rồi các bạn. Nhưng các mama thì cháu phải hướng dẫn cho nó. Não, não tá bom. Esse aqui cortar na ponta, assim, manda, toma, olha. Olha. Deita, vamos comer. Aqui. Até bem, mamá. Ah, não, comer. Aqui não, aqui. Continua. Mamá, 20. 20 centímetros? Não, aí. Aqui 20 centímetros? Não, muito distante. Não. Aqui. Tá bom, mete. Khánh muốn hướng dẫn để cho các mama biết làm thôi chứ còn mình cắm thì nhanh ấy. Trồng hành là rất là nhanh luôn các bạn. Mai, mama, mai. Tá bom, mate. Não, mama, vira. Nó cột tà mama mà tên đánh bay xuống. Mama để cắm ngọn xuống các bạn. Cho họ cái này xong rồi họ hàng ngang này. 20. Đặt cú nọ cách kia xong bắt đầu gật quen. Đặt cái cứ cú ra quen. Mama, aquí. Entendé? Ya entendé. Làm thêm cái dưỡng này để cho nó chuẩn. Não, agora só quatro. Meia tá onde? Meia tá onde? Đấy. Không đấy một cái là các mama cắm đã linh tinh rồi. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Vê. Aqui meia. Tá bom, vamos até. Até. Mamá, aqui, pau aqui, bora meter aqui. Bora que não meter aqui. Não, aqui. Mamá, isso que? Mamá Rosa. Papá. Isso.
Isso, para você ficar aqui. Sim, depois meter aqui. Ok, fazer. Mãe, mãe. Ok. Meia, tá onde? Meia. Tá bom. Mamãe, vê, meia aqui. Muita vez. Aqui. Tá bom, mamãe. Aqui. Đánh nướng các mama không biết đánh nướng. Cắm hành các mama cũng không biết cắm hành. Đấy các bác nhìn này. Một cắm ở giữa. Một cắm ở giữa nhưng đây. Cái cắm ở giữa thì cắm tận chỗ nào? Cái củ ở đây thì cắm nó tận đây. Mama, đâu vé? Aqui. Aqui. Lado. Aqui. Fazer direito. Direito. Vamos fazer. Mama, fazer. Não, mama, mama. Mama, deixa a Mati fazer mais rápido. Mama. Mama, vai, de cansa. Vale. De cansa, deixa eu fazer água da Zá. Vai fazer rápido agora. Mama, vai, vai ter cabine. Mama, vai buscar a cabine. Não, pouco. Mama, deixa a Mati fazer mais rápido. Mama, meter assim. Tá bom. Diz assim, deixa, sai, eu vou fazer a cabine para Mati fazer rápido. Mati fazer. Bây giờ nắng nắng trưa rồi mà để mama làm thì là đến chiều mất các bạn. Mama mình bảo mama, Khánh bảo mama là đi lấy cái quả để đợi thôi. Khánh làm cho nó nhanh. Lúc khác có thời gian hướng dẫn sau các bạn, không mất thời gian lắm. Lúc khác Khánh hướng dẫn mọi người sau. Về mà tin nhé. Về mặt tiền. Ok. Ok. Đi đây tụi mặt tiền, đi đây tụi. Nào, 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 nào. Aki. Aki. Đi đây tụi mặt tiền ra pha dê. Mặt tiền ra pha dê, đi đây tụi nào. Đi đây tụi mai. Sì. Anh làm cho nó nhanh để các mama. Đi đây tụi mà tiền á. Chứ là cứ hướng dẫn mama giữa chiều trưa này là mệt lắm các bạn. Tôi hôm nào chiều tối thì làm hướng dẫn các mama sau. Mọi người ai cũng đói rồi mà. Đi đây tụi anh. Cho cắm 4 hàn để cho mama cắm 1 hàn thì còn cắm được.
Baba. Tudo bem? É, claro. Hã? Bác trưởng bán ra xem. Bác vẫn đang ốm. Ừ. Ba ba đưa em tới đấy. Ừ. Ôi giời, còn hàng cuối thôi mà mama cắm linh tinh ngay. Ok, tao bỏ. Con tin luôn mama. Dạy các mama là phải kiên trì các bạn. Và phải nhớ dạy vào buổi chiều râm thôi, chứ buổi chiều buổi nắng này cháu say nắng. Cháu muốn trồng xong rồi chạy nắng, say nắng luôn các bạn. Đây là vẫn còn trồng thí điểm, trồng ít đấy các bạn. Trồng nhiều thì chưa biết thế nào. Trồng nhiều phải huấn luyện được mọi người, phải làm giỏi cơ thì mới trồng nhiều được. Chứ trồng nhiều mà như thế này thì chết. Sức của cháu có giới hạn. Không, chỉ hướng dẫn mọi người là mọi người trồng thì mới được số lượng nhiều, chứ một mình đi trồng làm sao mà được số lượng nhiều được. Mình chỉ trồng được 1-2 luống thôi. Aqui não tá bom, mamá. Já não tá bom. Cắm một hai hàng là mamá lại cắm lung tung ngay. Các bác mà có những cái cách gì mà hướng dẫn được các mamá làm thì cứ bình luận ở dưới comment hỗ trợ cháu nhá, để cháu chỉ bảo các mama chứ. Chứ cháu bảo các mama này nè, hiện tại đang rất là mệt. Họ không hình dung được ra khoảng cách. Cháu cắm gần trưa cháu cũng thấy run tay rồi đấy. Say nắng. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, đầu cứ từ đây đến đây này. Đấy, Aki, mama. À. Nào, ra tao bố mama. Ra các bác. Acabou, né? Acabou. Acabou? Acabou. Ok, tá bom. É. Esse não tá bom. Esse não dá lá. Ué. Oi, các bác ơi. Cháu mama trồng xong rồi. Cũng được gần được 2 luống các bạn. Thế nào cho sẽ lối tỏi vào tiếp theo. Thì sẽ lối tỏi ở đây chắc là sẽ xong được mấy luống này.
thì cả hành cả tối. Thì là bây giờ nắng trưa rồi thì là cháu chạy đây. Thì là các bác cô chú anh chị xem video thì là thấy cái gì mà chưa được thì các bác cô chú tham gia có ý cho cháu nhá. Với cả xem có cái cách gì các bác xem nhiều kênh ấy thì có cái cách gì để hướng dẫn các mama có thể biết cách trồng nhanh nhất thì cứ bình luận ở dưới comment giúp Khánh. Thì cháu chân thành cảm ơn mọi người nhá. Thì là bây giờ thì cũng trưa rồi thì cháu nghỉ đây. Thì là mọi người ủng hộ kênh Huy Khánh thì là cho Huy Khánh một like, một share và một lượt đăng ký nhá. Cháu xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nhá.